Xin chào tất cả các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình hướng dẫn cắm hoa. Như thường lệ, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắm một cái kệ hoa theo phong cách hiện đại. Nguyên liệu hôm nay của chúng ta gồm có giá vẽ dạng kệ gỗ các bạn ha, hoa hồng pastel, hoa bình bông, hoa mẫm sói, cẩm tú cầu, hoa hồng Pink O'Hara, hoa hồng sen mới. Về phần lá thì chúng ta gồm có lá đu chồn, lá nguyệt quế, lá mật cật và lá bạc tai voi. Nào, chúng ta cùng vào phần hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ ràng xốp các bạn ha. Về cái kệ giá vẽ này thì nhà sản xuất đã sản xuất cho chúng ta một cái phần mâm để cái xốp lên. Chúng ta sẽ đặt xốp lên như thế này. Rồi, mình cho hai cục xốp. Tiếp theo mình sẽ dằn cây lên. Các bạn có thể dùng dây ni lông để cột cũng được. Ở đây mình sẽ dùng là băng keo để mình cột. Đầu tiên là mình sẽ quấn một phần băng keo để cho nó dính vào cái phần thân của cái giá vẽ. Tiếp tới là mình sẽ quấn băng keo. Về phần xốp, khi các bạn ràng ở phía trước, các bạn sẽ ràng cho mình là hình song song, nhưng mà hai cái đường băng keo này song song với nhau. Còn ở phía sau các bạn sẽ bắt chéo nó hình dấu X, kéo từ phía bên đây kéo lên và kéo ngược lại để đánh thành hình dấu X, thì cái kệ của mình khi mình cắm nặng nó sẽ không bị lật các bạn ha. Rồi, vậy là mình đã ràng xong phần xốp rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào phần cắm hoa. Đầu tiên mình sẽ phủ phần lá, đây là lá mật cật các bạn ha, mình sẽ phủ phần lá lên. Khi các bạn cắm lá thì các bạn sẽ đưa cái phần thân của lá xích ra phía sau, chúng ta chỉ cắm ở 1/3 cục xốp thôi, chừa diện tích còn lại để chúng ta cắm hoa. Vậy là mình đã vừa phủ xong cái phần nền lá rồi đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ vô phần hoa hồng. Mình sẽ sử dụng hoa hồng pastel này làm nền trước. Vị trí cắm của mình chiều cao khoảng 50-60cm. Phần vị trí ngang, nếu như các bạn muốn cắm form tròn thì chúng ta sẽ cho cái phần hoa ở phía ngang có chiều cao tương ứng, tức là cũng khoảng 50cm. Và khi mình cắm cái phần hoa này vào, mình sẽ cắm ở phía giữa của hai cục xốp các bạn ha, tức là ngay cái đường biên này. Phía dưới cũng vậy. Như vậy là mình đã vừa định hình tạm cái khung tròn của mình. Tiếp theo mình sẽ giới hạn hoa chiều ra. Hoa chiều ra thì mình cắm khoảng 25cm, tính từ mặt mút đổ ra. Tiếp theo để mình sẽ gò cái form tròn, mình sẽ nối hoa từ vị trí hoa đầu tiên tới vị trí hoa thứ hai.
Rồi, như vậy đã mình đã vừa hoàn thiện cái phần định hình cái khung hoa của mình rồi. Tiếp theo, mình sẽ vô phần hoa của mình từ từ. Phần hoa lúc này chúng ta sẽ cắm có độ cao thấp nhẹ nhẹ với nhau. Để cái kệ hoa được vững hơn thì các bạn có thể đặt chân lên để chúng ta dằn lại cái phần kệ để nó không bị lung lay trong lúc chúng ta cắm. Ở đây mình sử dụng là 30 hoa hồng pastel các bạn ha. Rồi. Để lấp bớt khoảng trống nhanh hơn, mình sẽ sử dụng phần hoa tú cầu. Về phần hoa tú cầu khi chúng ta cắm các bạn nhớ gọt phần phơm, phần gốc của nó đi. Thì khi chúng ta vô tú cầu, phần nào còn trống nhiều thì chúng ta sẽ điểm cái phần tú cầu của mình vào đó. Chúng ta sẽ chia nhỏ khoảng cách của nó dần. Giả dụ như khi chúng ta cắm thì vị trí giữa bông 1, 2, 3 nó đang tạo nên một khoảng trống như thế này. Chúng ta sẽ cắm bông thứ tư vào ở giữa vị trí và có thể thấp hơn chiều dài của những bông này. Nó sẽ ngắn hơn một xíu ha. Tiếp tới mình sẽ vô đây một ít hoa bình bông. Hoa bình bông ở đây mình sử dụng là 10 hoa. Phần hoa bình bông này mình sẽ cho nó hơi cao hơn mặt hoa của mình một tí xíu. Nếu mình xem phần mặt hoa của hoa hồng nó là lớp thứ nhất thì phần mặt hoa bên bông này nó sẽ là lớp thứ hai, nó sẽ hơi cao hơn so với mặt hoa hồng. Các bạn nhớ ha, chúng ta sẽ gò phần mặt hoa làm sao nó chỉ nằm ở trong cái phần khuôn viên giới hạn hoa này của chúng ta thôi, nó sẽ không vượt ra khỏi đó. Tiếp theo mình sẽ vào phần hoa mẫm xối. Phần hoa mẫm xối này mình sẽ cắm vào đây là 10 cành.
Tiếp theo, mình sẽ sử dụng phần lá để đệm vào che bớt phần phơm của mình. Về phần lá các bạn nên gọt sạch nó đi để cho chúng ta cắm vào nó sẽ được dễ dàng hơn. Vì phần lá đuôi chồn này nó là dạng mình dây cho nên là khi chúng ta đệm vào nó rất là nhanh che đi những cái khoảng trống của chúng ta. Khi các bạn cắm hoa, các bạn muốn đỡ tốn phần hoa thì các bạn nên chen vào đó những cái phần lá. Tiếp theo mình sẽ sử dụng hoa hồng Pink O'Hara Đà Lạt. Thì với cái hoa này các bạn nên nuôi nước để hoa nó nở ra. Chúng ta cắm vào nó sẽ là đẹp nhất. Vì cái phần hoa này nó đặc biệt cho nên mình sẽ cắm ở phần trọng tâm ở phía giữa. Các bạn lưu ý cái phần hoa sau khi chúng ta vào tuyệt đối không được che cái phần hoa trước. Nếu như cái phần hoa này khi mình vào ở một cái góc độ là phân nửa thì nó sẽ che khuyết cái hoa này. Nhưng mà chúng ta nhìn ở phía ngoài thì nó có thể có hiệu ứng hơn, nó sẽ có chiều sâu. Tương tự ở đây khi mình có hai hoa cao thì mình sẽ cho lại một cái hoa thấp. Mình sẽ cho vào đây 10 hoa Pink O'Hara các bạn ha. Tiếp theo mình sẽ sử dụng phần lá bạc để mình cắm. Phần lá bạc này là cái phần để quyết định những cái chỗ trống còn lại và độ bung cho cái phần kệ hoa của mình. Thì lá bạc này hiện tại là chúng ta cũng đã trồng được ở Đà Lạt rồi, cho nên về phần chi phí thì nó cũng không quá cao.
Cái phần lá đuôi chồn đầu tiên thì là mình sử dụng nó như là một loại lá phủ phơm, mình để mình che phần phơm của mình thôi. Còn cái phần lá bạc thì mình sẽ là phần lá bay, mình sẽ cho nó bật ra để cảm giác là cái phần hoa của mình nó không bị đơ, nó không bị cứng. Phần ngọn của lá bạc nó có nhiều cái nó rất là dễ bị héo, cho nên là các bạn sẽ tỉa bỏ nó đi. Mình sẽ tỉa bớt nó đi. Rồi, vậy là phần kệ hoa phía trên của mình cũng đã hoàn thiện xong rồi. Bây giờ mình sẽ cắm phần kệ hoa, tầng hoa phía dưới các bạn ha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ đặt phần xốp của mình. Ở đây mình cắt là phân nửa cục xốp và mình đã dằn cây sẵn rồi. Tiếp theo, mình sẽ quấn phần băng keo vào phần chân như thế này. Sau đó mình đặt phần xốp của mình lên. Thì khi các bạn kéo băng keo, chúng ta sẽ kéo thành một đường thẳng xuống như thế này. Sau đó các bạn bắt chéo nó qua. Chúng ta lại đi thẳng xuống. Tức là ở phía trước của chúng ta là hai đường song song và phía sau của chúng ta sẽ là đường dấu ít. Sau đó là mình sẽ sử dụng phần lá nguyệt quế để phủ phơm. Cũng giống như ở phía trên, phần lá của chúng ta mình sẽ phủ 1/3 cục xốp thôi. Các bạn có thể sử dụng là lá mật cật để chúng ta phủ phần tầng dưới cũng được nha. Mình sẽ phủ thêm một ít lá ở lòng trong của cục xốp. Tiếp theo mình sẽ phủ phần hoa mẫm sói vào. Mình sẽ tán đều phần hoa mẫm sói ra. Chiều cao của hoa thì mình cắm sẽ từ khoảng 25 cho tới 30 cm. Và chúng ta cũng định hình cái phơm hơi tròn của chúng ta. Phần hoa hồng sen mới này, nếu như các bạn muốn các bạn có thể xen lẫn vào cắm với lại tầng trên, hoặc là các bạn cắm riêng tầng dưới giống như mình như thế này cũng được. Các bạn có thể định hình phần khung của phần hoa hồng chúng ta cắm như lúc đầu của tầng trên, rồi sau đó chúng ta mới cắm phần hoa mẫm sói vào y chang như tầng trên thôi. Hoặc là như mình thì mình quen thì mình sẽ phủ đều phần hoa nhìn cho nó đỡ cứng. Tiếp theo mình sẽ cắm phần hoa hồng vào và cho nó nhấp nhô nhẹ nhẹ. Các bạn đừng xo đều phần mặt hoa quá.
Phần hoa hồng ở phía dưới mình sử dụng là 15 hoa hồng sen mới các bạn ha. Và 5 hoa mẫm sói. Tiếp theo mình sẽ xen phần lá đuôi chồn vào. Các bạn cắm phần hoa của chúng ta thoáng ra, đừng để nó quá dày hoa thì nó sẽ bị ngợp. Phần lá đuôi chồn này chúng ta cắm vào, nó giống như là một cành hoa vậy đó, nhưng mà nó rẻ hơn hoa của chúng ta, cho nên là chúng ta nên xen cái phần hoa và lá nó đó sao cho nó hài hòa, đừng cảm giác bị quá ngợp hoa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trang trí cái phần chân gỗ này. Ở đây mình sẽ sử dụng cái phần ribbon của mình là màu da các bạn ha. Các bạn có thể sử dụng là màu hồng luôn cũng vẫn được. Mình sẽ đang zig zag nó. Cái phần mí của cái ribbon này các bạn sẽ bắn nó ra phía sau. Bây giờ mình sẽ làm một cái nơ để trang trí vào đây. Khi chúng ta bắn, các bạn sẽ giấu cái phần cái đinh ghim của chúng ta ở phía dưới của cái phần nơ để chúng ta không thấy được cái phần đinh ghim bắn vào. Mình sẽ tỉa xéo phần nơ. Vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong phần kệ hoa rồi đó các bạn. Rất là đơn giản đúng không nè. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.